học nhiều á, hỏi tại vì thằng nghe nó chịu ngồi gần đây nó hỏi với thằng nhỏ nó khôn dữ lắm, nó biết là chúng ta như con cóc mà ngồi để giếng càng sâu là nó nghĩ ra được, cũng hay lắm. Bữa tôi thấy con cóc thì hủ nói chuyện cóc, nó cũng nghĩ ra chuyện cóc, đệ tử này giỏi thì tại vì hủ nói chừng 5 năm nữa con sẽ là giảng sư được rồi đó. Những cái gì mà ngân nó bỏ vào website á là mới mốt họ thiên á, ngoài cái họ thiên ngoài nghe thụ nói phải theo website học nữa, tại là cái căn bản của chúng ta là Tam Đại Tạng Kinh, mình chỉ cần lấy một trang của Tam Đại Tạng Kinh thôi là đủ rồi, huống chi thời nay có giáo hộ là người thiệt, người mang thân người nữa, mình có ra Tam Đại Tạng Kinh nữa. Còn mấy ông thầy á, có Tam Đại Tạng Kinh mà Phật Thích Ca đã nhập diệt lâu rồi, hiểu không? Nên họ thiên lời hơn nhiều á. Chỉ cái đạo thiên để hộ phân tách đạo thiên với đạo Phật khác nhau nè, thiên tâm với đạo Phật khác nhau ở một cái chỗ là đạo Phật là rất là khó, phải buông hết à, các ái ly thân phải không? Không có gia đình này nọ thì đó là cũng là tốt, họ thiên đứng mà làm được vậy là cũng là tốt. Cho nên cái thiên đạo là đạo trời á, đạo của mình á, hay là phải là có gia đình nhưng không có đi ra đường đi học à, cũng học giỏi rồi phải lo cho đời và lo cho đạo cùng một lúc, tu là tu trong hãng làm luôn, rồi tu trên núi, tu đi về cây xanh cũng tu luôn, bất cứ đâu cũng đều tu được, đó là hiện tâm trong tương lai. Còn khác hơn bên công giáo cái chỗ là phải biết cái nghiệp quả cái luân hồi, rồi phải biết ngồi thiền, biết có linh hồn chuyển thế mang sắc này qua sắc kia, mỗi một kiếp người giống như một lớp học vậy thôi à. Chứ không phải là lần nào chết và cha chúa cũng phải rước về đâu, cha chúa đâu có rước, ai làm tội rước lịch bịch ở đây lại, thì mình ở giữa khó hả? Khó cũng không khó, dễ cũng không dễ. Còn bên Phật rất là khó, tu mấy thầy mà giảng mà nói tiếng của mấy thầy mấy Phật tử đâu có nghe nổi, đâu có hiểu gì đâu, thực hành rất là khó. Còn mấy thầy thời nay mà nói chỉ nói theo chiều hướng của Phật tử thôi, đọc cuốn sách rồi đọc lại thôi. Cuối cùng cái tu hành á, là để được đi về trời, và muốn được về trời thì phải mở mang cái trí tuệ, muốn mở mang trí tuệ phải ngồi thiền đọc kinh, chứ không có phải là muốn về trời như kiểu mấy thầy dạy hôm nay là A Di Đà Phật rồi cúng dường á, là khi mình đi dọc đường á, mình thấy con nào ta bán ngoài đường mình mua mình đổ liền thì mới gọi là cúng dường, chứ không phải mình gọi về Việt Nam mình gọi mình hẹn mình đặt là người ta lo bắt cả đêm á, thế nào qua đêm nó cũng có chết. Còn cái con mà nó những con vật nó bán ngoài đường á, mình đi ngang mình thấy xúc động á thì nó cũng đang chờ, mà nó biết nó sẽ trên đường đi chết đúng không, còn mình mà cứu nó là cái hồn của nó đó cũng là một cái điển tốt á, cũng qua người mình nữa, thì từ đó mình có energy mạnh hơn là tăng tuổi thọ hơn. Chứ còn mà cũng phóng sanh như kiểu Việt Nam là không có đúng. Đi một lần mua ở dừa rồi nó đặt, người ta đặt chim mai đi phóng sanh, mấy cái đó đâu có tăng lên gì đâu. Con gì mà nó đang nằm ngoài đường mình đi ngang mình cứu nó thì cái hồn của nó đó
nó biết ơn, nó phóng ra cái điểm tha điểm cái tăng trưởng của nó vô mình, mình tăng tuổi thọ lên. Không biết tu mà nhìn vợ tu cũng thanh hiền theo. Những người họ thiên của mình là đã được ở trên chọn hơn người dưới núi, mà là con xuống là thấy khác. Tại vì mình có duyên nhiều tiền kiếp mình mới ngồi ở đây. Người hiền không? Giờ thù coi cốt mấy đứa nào mà gần gần á, đó, thì ra lại vậy. Bên này rồng ha, tu ha, trên trời hí hửng ha. Không có đứa nào mà với ngà quỷ lên chứ. Còn ngà quỷ với hay với mà thú mà lên một cái nó quậy nát cái núi mình luôn sao? Nên toàn là thích thiệt không? Quái gì đâu. Hả? Thì mà có làm ra cái quái gì đâu. Đó chứ. Từ từ thấy hổ thẹn. Trời nó nồng nóc. Sư phụ mười mấy hai chục năm nay tới già tóc vậy nè à, con mà hiểu được mình là ai rồi biết cơ vận nó đi như vậy, rồi con biết người ta sắp sửa lũ khủ sẽ chết, con lo dữ lắm. Thà vô tư như mấy con không à, tại sao sư phụ bị bạc nhiều là gì? Nhớ năm 2018 á, lúc đó là mấy gì nói là bom tử nó nổ, cho hồi nguyên cái Tết phụ ngồi buồn hiu. Mà ở đây ngoài này đông lắm, sư mẫu là lăng tăng ngoài này phải không? Thì thường mới vô trong cái nhà thư viện á, chỗ đó chắc mấy thùng nước á, đang ngồi rầu rầu. Mấy thằng đi cầm mấy phim giống kiểu này nó quơ quơ. Thì phụ nói mấy câu luôn, từ đó cái giống như mấy lên mạng luôn á. Chứ lúc xưa giờ là tính là invisible, không có lên mạng, ẩn danh luôn vậy đó. À, biết nhiều nhiều vậy. Cái bữa đó cái mình thấy là chắc chết rồi đó, là coi như là nhân loại là 8 tỷ à, 8 tỷ mà nổ chừng vài chục trái bom tử, vài chục nước chắc cũng 3-4 tỷ chết, rồi chết la ra trong nhà thương, rồi chết bị phóng xạ nữa, rồi nền kinh tế tại những người tài người ta bị bệnh là cũng chết, nền kinh tế nó sập xuống nữa, rồi đói nữa, đủ chuyện xảy ra. Rồi từ đó cái tự nhiên cái nói cái clip đầu tiên, mà cái đó đâu phải là clip, cái đó chỉ nói sẽ khơi giống như quay chơi kiểu này thôi. Sau đó thì mới nghĩ ra idea phải không, rồi đặt bàn khấn liền, đặt bàn khấn. Cái lúc đó mấy chư Phật ở đây này giữa bầu trời đông lắm, nó gì đông, rồi cha thì đứng ra, mấy vị phóng hào quang xuống, có cái hình phóng hào quang xuống và sẽ không có bom nguyên tử, còn ướt thì ta cho. Bốn chục cây số xe tăng bị đông lạnh á, đó là và trên cũng kêu, kỳ này trên cũng có kêu, nói con á là đại diện cho con, tức là bà trên nói á, hụ là mang thân người là đại diện cho nhân loại. Ở ngoài mấy vị á là coi mình với những cái hành tinh khác, những chúng sanh kia cũng giống vậy đó, còn ở trái đất này có mình sư phụ là trên trời xuống, thì bà trên mới nói là con đại diện cho nhân loại, thì con phải nghĩ là bà trên suy nghĩ toàn cái vũ trụ đúng không? Nó tới 3.000 loại người sống ở ngoài kia, thì nhân loại là hình người chúng ta nè, human nè, thì sư phụ là đại diện để mà khấn, thì tất cả mấy chư Phật đó có thể sẽ giảm cái sự chết, nhưng mà nó bị chậm, thì kỳ đó khấn cho xe tăng á. Kỳ này á mình khấn cho Biển Đông với Việt Nam mình là nặng á hiện giờ nè, tại vì cộng nó cũng còn lì lắm, cho nên bây giờ thấy bị Covid nè ha. Rồi trong những ngày tháng kế tiếp
là hệ thống nhà băng của Việt Nam sẽ không có tiền, là dân bắt đầu khủng hoảng nè nghe. Hiện giờ Trung Cộng mấy ngày nay nó mua sạch lúa của Việt Nam hết rồi, là Việt Nam mình là phải bán cho nó thôi. Hiện giờ này con rỗi bệnh đi, bán ra là Trung Cộng nó qua nó vét hết rồi, nước mình đói á, hễ mà rụt rịch cái thôi là đổ tiền á. Việt Nam là đâu có phải kho bồ lúa đâu, cái hũ cái thà cái hạt hạt gạo nhà nghèo á, hạt chùm bị lớn là dữ rồi. Đúng không? Làm gì là có chỗ mà chứa để chuột nó cắn sao, mà chứa cũng không có tiền chứa nữa. Rồi bây giờ con thấy mấy bệnh viện giống như bệnh viện Chợ Rẫy, những bệnh viện kia đó bữa nó hết thuốc đúng không, mà hiện giờ cũng hết, nó cũng gắn mở lại cho đừng có bị mất cái tiếng thôi, chứ người ta ở đó nó đâu có đủ đồ để trị bệnh gì đâu, người ta phải đi vòng vòng đi chuyển bệnh viện tùm lum đó. Hiện giờ luôn á, chết. Nên mình phải sư phụ đại diện cho loài người và cho người Việt Nam, thì mình khấn một lời của núi mình khấn á, cộng một cái lực của họ thiên á, có thể làm xây chuyển được một chút bớt. Nhưng mà kỳ này chạy riêng nghỉ không mà vui. Sẽ đua nhau được. Nhưng mình thì ngon rồi. Đi với ông Thành. Hôm nay đi chung với ông Thành sư phụ. Giờ biết em đi chung với ông Thành. Thành thấy tướng tình mạnh. Một mình phụ ở chỗ này nó cũng giống như một cái đơn nộp lên tổng thống thay đổi bộ lực, không một cái đơn người đứng đầu, nhưng mà sau đó cũng có đóng đơn nữa, hiểu không? Cái sức mạnh cái lực nó cộng vô nhiều lắm, cũng giống như bữa mà nghe với Dư Khang á, phụ kêu khách á, là để mình nhiều người đúng không, để cho anh chú trọng hơn ha. Ngoài sư phụ ra cũng còn quá trời người cũng mong muốn gì, thì bề trên thay đổi tất cả bất cứ gì trong cái trái đất chúng ta, bề trên đều thay đổi cái một được, nhưng mà mỗi lần thay đổi á là cơ vận nó đi khác một chút, và những cái người mang sắc phàm xuống trần á cũng hơi bị chậm lại, bị lệch đi cái tuổi tác. Nhiều người không có chịu, nhiều người nói thôi hụ khấn hoài trễ hoài, cơ vẫn trễ gần 10 năm, tức thì đúng là xuất hiện cách đây 5-7 năm, bữa nay cũng hút tới thê thảm đến độ này. Thì cách đây những cái clip năm ngoái đó là hụ đã nói về kinh tế, thì mấy vị đã nói cái ngày thê thảm này nè, mà hụ đâu có biết là nó sẽ ra 3 tháng, nhưng mà cuối cùng nó cũng là một năm nó mới xảy ra, là hiện giờ á hết luôn. Người vô biết được thêm một cái tin mới nhất cách đây mấy tuần, bởi vì báo động là sẽ có một con Covid nó đi từ con thú, bởi vì chưa phải không, mấy mốt con coi nè, thế nào cũng nhảy từ con thú qua mình, tại vì con chó con mèo nó lây Covid được. Hiện giờ chó mèo nó không có lây Covid, chỉ có người với người đúng không, bởi vì nó từ con đó nữa. Nếu mà hôm nay chúng ta không khấn, tại vì mình đây đó, mình làm đây mình khấn để mình giảm cái đó, tại hiện giờ nó chưa có xuất hiện, để mình khấn mình đi luôn đúng không, rồi đồng thời bỏ cái video này lên luôn. Bữa đó 3-4 đứa đứng quay phụ đọc sở này.
để cho người ta bắt trước. Ở ngoài kia đó, mấy cái channel miệng rộng, miệng to, miệng tà, ống lo gì không biết, nó không bằng chỗ này của mình đâu. Ở ngoài kia họ thấy họ rất là bận, họp Liên Hiệp Quốc. Rồi bữa nay Tập Cận Bình họp với Zelensky á, mấy tướng đó là quan trọng lắm, không có gì quan trọng trong mắt sư phụ mấy cái đó. Tối ngày á, rồi bà Tập Cận Bình cứ bay qua bay lại, cứ hù dọa qua, và ba năm nay nghe ghét cũng chán. Ở đây á, mình khấn là cục diện ngoài đó nó thay đổi hết. Nếu mà mình khấn đúng mà thuận ý, bắt đầu từng nay nó mua gạo lúa ở Việt Nam là sẽ bán. Đây tụi nó đang cần tiền á, nó đâu có tiền đâu, nó bán rồi bắt đầu mà chiến tranh tới là dân đói, cộng bển nạn hạn hán nữa. Biden mà tăng cái tiền lời lên cái là bao nhiêu cái tiền của những cái quốc gia khác nó nhỏ lại, nó như nó mất vậy, mất giá trị á. Tiền mà trading international á, Claro mà để mà buôn bán á, là mất giá. Vừa nhờ băng khủng hoảng nữa. Chỉ Việt Nam thôi. Nghèo Việt Nam khổ. Xưa mấy vị nói á, là Mỹ cũng sẽ bị thê thảm, nhưng mà Mỹ mà thê thảm thôi chứ không có nổi tệ, thì ngoài kia người ta chết. Chỗ này hiện giờ là mình cũng mệt đó, ở nhà cửa bữa giờ đâu có bán buôn gì được.